Tin cực nóng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thẳng mặt Phan Văn Mãi bị kết tội vi phạm Điều 377 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nước đi cào tay của cô Hằng chịu khổ cực 3 tháng giáng đòn chí mạng cho Phan Văn Mãi đi mãi mãi, nguy cơ bay ghế chỉ tính bằng ngày. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thẳng mặt Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, lãnh đạo mà cua cậy càng, cá cậy vây. Không chỉ vậy, bác Trọng còn tuyên bố rằng, cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự, sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa, ân hận về những năm tháng đã sống hoài, sống phí để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm là ti tiện, đớn hèn, mang tai tiếng. Mọi người khinh bỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ta có thể tự hào rằng ta sống đã sống có ích, ngày mai tất cả đời ta, tất cả sách ta là dâng hiến cho sự nghiệp cao cả nhất của đời, vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người. Lời bác nói thật rõ ràng, làm cho những con cua con cá gãy càng đứt vây, và sẽ làm cho nước đổi thay, xóa đi đen tối, mây mù bao năm, phải diệt cho hết nội xâm, đó là ước nguyện của dân tộc này. Đến nay, bác đã an bài, tử vi vận nước cho người bác tin, nước non lưu giữ trong tim, sẽ ghi tên bác vào thiên sử vàng. Cua này đã hết cậy càng, cá thì nay cũng hết đàng cậy vây. Nếu không có bác ra tay, làm sao để phá được, vây được càng? Thưa quý vị, không chỉ có vậy, khi nghe những lời nói đó thì ông Phan Văn Mãi đã xanh, tái tím mặt mày, không còn chút máu khi mà chính bác Tổng đã chỉ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ người tại Điều 377 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Và quý vị thân mến, tôi và quý vị và hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước ủng hộ cô Phương Hằng làm việc chính nghĩa tố giác tội phạm lang băm lừa đảo phản động. Chúng nó cấu kết từ trong ra ngoài nước cùng một số nhà báo bẩn, luật sư mất đạo đức và một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân, xây biệt thự và một số YouTube chống phá công ty doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng cấu kết từ trong ra ngoài, bây giờ số lượng rất lớn, nguy hiểm cho xã hội gấp ngàn lần so với trùm xã hội đen Nam Cam Sài Gòn trước đây, mà được con cháu của Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Hà Phan còn sót lại mấy tên bảo kê cho vô tội hết. Cô Nguyễn Phương Hằng là người tố giác tội phạm lăng băm lừa đảo phản động và một số nghệ sĩ quảng cáo hàng kém chất lượng, thuốc dõm, tiền ảo hại người dân Việt Nam. Hoài Linh thì găm tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng hơn 6 tháng. Nếu mà không có bà Hằng thì chắc nó để hơn 6 năm nữa rồi quên luôn. Đáng lẽ ra công an và pháp luật Việt Nam phải bảo vệ là lẽ phải người dân tố giác tội phạm và xử lý nghiêm minh những người được bà Hằng tố giác tội phạm, trả lời trước dư luận xã hội thì không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng đến như ngày hôm nay. Đây chính là một sự yếu kém trong công tác lãnh đạo, mà nhất là Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Như những gì Đại tá Đinh Văn Nơi đã từng nói và là một người hiểu biết pháp luật Việt Nam đã từng nói trên đài. Còn những kẻ bảo kê, bao che cho bọn tội phạm vu khống quy chụp vội vã cho bà Nguyễn Phương Hằng là người tố giác tội phạm vi phạm Điều luật 331 Bộ Luật Hình sự là hoàn toàn bị đặt. Và bà Nguyễn Phương Hằng là một người yêu nước, thường dân, không có tuyên truyền chống phá đảng nhà nước và không có kêu gọi biểu tình lật đổ chính quyền nhân dân, thì Điều luật 331 Bộ Luật Hình sự ép buộc tội bà Hằng là hoàn toàn vô căn cứ và vi hiến. Còn những người bảo kê, bao che cho bọn tội phạm vu khống quy chụp bà Nguyễn Phương Hằng là vi phạm Điều 377 Bộ Luật Hình sự lợi dụng chức quyền, quyền hạn, bắt giữ người trái pháp luật. Còn những người bảo kê, bao che cho bọn lừa đảo phản động lấy tài sản cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng là vi phạm Điều luật 168 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tội dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Nếu như ai học từ lớp 3 trở lên là nhận thức được cái đúng cái sai của sự việc này, và yêu cầu các trung ương, các cấp lãnh đạo và đại biểu Quốc hội cần có cách nhìn công tâm, khách quan, trung thực nhất, được nhìn thấy cái đúng cái sai giữa người tố giác tội phạm và tội phạm có tổ chức. Và thưa quý vị thân mến, qua đây thì chúng ta cũng đã thấy rõ ràng cái sự ranh giới giữa đấu tranh chống cái ác và cái xấu trong xã hội này, nếu mà không cân nhắc cẩn thận sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật, và cần lắng nghe dư luận chung và đội ngũ cán bộ giúp việc, đội ngũ chuyên gia luật sư tham gia, tập trung vào những đối tượng là chính đáng, đang gây nguy hiểm cho xã hội, phải hợp tác với các cơ quan chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật. Thiếu sự ủng hộ của các cơ quan này, chắc chắn mọi cuộc đấu tranh chống tiêu cực sẽ thất bại. Phải có tinh thần đoàn kết, thuyết phục mọi người đồng tình ủng hộ mình, vì không có sự không hài lòng nhỏ mà đẩy cho mọi người rời xa mình, không gây tâm lý để cho mọi người đang ủng hộ cảm thấy lo sợ gặp nguy hiểm. Làm nhiều việc tốt thì phải đáng được khen ngợi. Động cơ trong sáng, không vu lợi, tinh thần tích cực, hăng hái, đấu tranh là chưa đủ. Cần phải có lòng khoan dung, nhân hậu, trí tuệ và trí nhân tập hợp đông đảo mọi người.
làm bao việc tốt giúp đời giúp người, cứu sống biết bao những phận đời kém may mắn, bỏ tiền riêng, hàng ngàn tỷ đồng ủng hộ bộ đội Trường Sa Hoàng Sa, xây dựng hàng trăm ngôi nhà cho những người gia đình có công với cách mạng, bỏ 300 tỷ cứu người bị dịch COVID-19 vào lúc chưa có vaccine phòng dịch. Nay bị bắt và bị khởi tố, nếu chứng minh cô Nguyễn Phương Hằng phạm tội theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự thì khởi tố điều tra là chưa đủ. Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam với tài sản hàng nghìn tỷ, có 4 con và chồng là doanh nhân nổi tiếng, lại đang bị chế tài. Giá như biết lắng nghe, làm chủ cảm xúc, nếu biết cái mồm làm khổ cái thân thì đâu có đến như ngày hôm nay. Cô đã làm được những điều mà không thể trở thành có thể. Biết bao nhiêu con người ngộ nhận về lăng băm lừa đảo nghệ sĩ hai mặt, lợi dụng đủ mọi kỹ thuật, thành tựu công nghệ thông tin, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng uy tín cá nhân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từ thiện, nhận nuôi con và bóc lột sức lao động của con trẻ, kêu gọi từ thiện nhưng không công khai minh bạch, gây sự nghi ngờ, bức xúc trong dư luận. Những cái bị vạch mặt chỉ tên đã câm lặng, không còn là thần tượng trong xã hội, và sự xâm lấn văn hóa lịch chuẩn của chúng đã bị SOS ra khỏi và khó trở lại thao túng truyền thông và mạng xã hội như trước đây. Những nhà báo thiếu lương tâm tuy chưa bị vạch mặt nhưng tự họ cũng đã thức tỉnh, điều chỉnh lại hoạt động nghề nghiệp của mình. Thưa quý vị, thì mới đây cô Hằng sẽ lôi ông Phan Văn Mãi ra tòa xét xử, kỳ này khó thoát án. Quý vị thân mến, Bác Hồ đã từng nói sống mãi với chúng ta và nhắc nhở phải tuyệt đối tin vào dân, dựa vào dân, phải lắng nghe ý kiến của quần chúng. Khi xử một con người, liệu lời của Bác Hồ dạy có còn giá trị với các cơ quan nhà nước? Trước khi vào nội dung chính thì Thùy Linh cũng xin phép đọc bài thơ để tặng cho ông Mãi, Đức Hiển, Hàn The sắp vô lò nha quý vị. Thế là hết phúc con ơi, nuôi con từ lúc chào đời mới sinh. Mẹ cha luôn tự nhủ mình, chăm con cho tốt, đẹp sinh bằng người. Dạy con chăm học đừng lười, dạy con lễ phép về người bề trên. Ông bà, bố mẹ trở lên, anh em bè bạn phải luôn giữ tình. Lớn lên cố học cho mình, trau dồi tri thức, mưu sinh vào đời, dạy con uốn bao từng lưỡi. Chữ tài chữ đức ai ơi, đều cần, lớn lên con tự lập thân, vì tiền con bỏ, bất cần lời cha, lộc tham làm mắt con lòa, của dân con cướp, bê tha rượu chè, kéo bè kéo cánh thành phe, cướp to cướp nhỏ chẳng nghe cha cả, bây giờ con khóc con than, muộn rồi con nhé, bố gạt được đâu. Việc này dân biết từ lâu, thằng con mất dạy, còn đâu là người, đúng là lũ quỷ đời ươi, đâu còn nhân cách làm người lũ kia. Tụi này cho chúng tựa bia, hay lò cụ tổng đốt liền thành tro, đau lòng cha vẫn chữ cho, mấy thằng mất dạy, vào lò không oan. Vâng, có nhiều khán giả hỏi rằng cô Nguyễn Phương Hằng đang bị khởi tố bắt tạm giam điều tra về cái tội danh 331 gì đó của ông Mãi thì có phải kết thúc không? Thì xin thưa với quý vị, nó chỉ đồng nghĩa rằng những cái buổi live stream của cô Hằng sẽ kết thúc tạm thời mà thôi. Bởi vì tạm giam thì sao mà cô có thể live stream được nữa? Thì đó là vấn đề là sẽ kết thúc cái drama về mặt truyền thông, về mặt live stream. Bởi vì cái người tạo ra drama này chính là cô Nguyễn Phương Hằng, nha quý vị. Thì cô đã bị khởi tố bắt tạm giam và đang trong quá trình điều tra. Thì làm gì có drama nữa phải không? Vâng, tuy nhiên về mặt pháp lý, về mặt đấu tranh, về pháp lý thì vẫn chưa có kết thúc. Việc này là hoàn toàn chưa kết thúc nha quý vị, mà đang là mở ra một quá trình điều tra pháp lý mới và bộ phim vẫn còn dài, có nghĩa rằng chúng ta cũng biết thời gian gần đây thì nhà báo luật sư hay là những phe lươn bên kia cũng đã chính thức bị các cơ quan chức năng, công an mời lên để mà làm rõ đơn thư tố cáo của cô Hằng. Và như vậy là mặc dù cô Hằng đã bị bắt tạm giam, nhưng về mặt pháp lý, về những cái tờ đơn của cô Hằng thì các cơ quan chức năng họ vẫn xác minh làm rõ, đặc biệt là tiến hành mời những người có liên quan bên phe bên kia để làm rõ. Do đó không phải là cô Hằng bị tạm giam là mọi thứ nó kết thúc đâu, mà song song với đó người ta cũng sẽ điều tra hai phía, có nghĩa là điều tra cái phía cô Hằng và bên cạnh đó cũng điều tra những cái người mà đã có những cáo buộc quy chụp buộc tội, xuyên tạc cho rằng những vấn đề mà của Đại Nam và vi phạm pháp luật gì đó vân vân. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, vẫn đang xác minh, và cái vấn đề mà chúng ta thấy rất rõ là cơ quan chức năng đã mời một số người có liên quan rồi nha quý vị. Và chúng ta cũng đã thấy rồi là cô Quỳnh Nhơ cũng như là đã được mời rồi, thì mới đây nhất là cô nhà báo luật sư Hàn The thì cũng đã được mời, và thậm chí thời gian tới còn rất nhiều người khác sẽ được mời nữa.
Đó cho nên là phe lươn hay gừng sĩ đừng có nghĩ rằng cô Hằng vào trong đó thì mọi thứ nó đã kết thúc rồi, mọi thứ nó đã đâu vào đấy và mọi thứ nó đã an toàn, không có an toàn đâu. Mà cơ quan chức năng họ vẫn còn làm rất là nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ nữa, hãy chờ đợi mà xem nhé. Phe lươn thậm chí khi mà ra tòa án nữa thì những cái phe bên kia phải chứng minh được những cái lời lẽ của mình là có cơ sở, có căn cứ nha. Và một khi ra tòa là phải là đưa ra được, chứng ra được những cái bằng chứng vi bằng để chứng minh cho những cái lời lẽ, cho những cái luận cứ của mình là có cơ sở. Chứ không phải là giống như phe lươn nói lên mạng ngày nào cũng ra rã, nói cô Hằng hiện nay là trong T30 sẽ ở tù 7 năm rồi không được ra nữa. Rồi cô Hằng đã khai ra gì với các cơ quan chức năng, nào là ở trong đó cô Hằng mệt mỏi gục ngã gì đó, thật sự không biết thông tin đó từ đâu ra, toàn là thầy bói không quý vị ạ. Và nhiều vấn đề khác nữa sẽ được làm rõ trong phiên tòa, thậm chí là trong khi các cơ quan chức năng người ta cũng sẽ làm rõ, bởi vì trong quá trình điều tra đó thì cơ quan chức năng cũng sẽ mời cô Hằng lấy cung, hỏi cung, lấy lời khai. Dĩ nhiên thì cô Hằng cũng sẽ đưa ra những cái vấn đề, chẳng hạn như là lý do vì sao mà tôi có những cái lời lẽ đó, sự bức xúc đó đến từ đâu, tôi dùng những cái lời lẽ nặng nề cho một số người kia, rồi lý do vì sao mà tôi không kiểm soát được bản thân và tôi không kìm nén được bản thân sự tức giận của mình. Mà khi mỗi lần live stream thì dĩ nhiên cô Hằng cũng sẽ nói rằng là có nhiều lần tôi cũng đã muốn dừng lại, nhưng mà những cái người bên kia, những thành phần bên kia, và mỗi lần tôi dừng lại thì họ lại tiếp tục công kích, xuyên tạc, kích động, lôi kéo để khiến tôi lại là mất bình tĩnh thêm một lần nữa và khiến tôi phải lên tiếng tiếp tục. Và cái sự việc mà ông Phan Văn Mãi không làm rõ trách nhiệm của mình trong vụ án sau cây từ thiện hay là vụ án Võ Hoàng Yên, rồi dài thêm không làm dứt khoát việc này, Thùy Linh thấy rất rõ vấn đề nó trong cái drama này và còn nhiều vấn đề khuất tất sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra và đặc biệt là trong quá trình xét xử vụ án này nha. Lời Bác Hồ dạy liệu có còn giá trị trong sự việc cô Nguyễn Phương Hằng? Phát biểu của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, có những vụ án xét xử là khẩu phục nhưng tâm thì không phục, quả thực hết sức sâu sắc. Lời tuy đắng nhưng rất đúng với thực trạng đang tồn tại hiện nay. Và liên quan đến vấn đề này thì bác Đặng Quỳnh cũng đã có những trải lòng liên quan đến phát biểu của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, đồng thời bác nhắc nhở lại lời của Bác Hồ Vĩ Đại đã từng căn dặn những nhà cầm quyền Việt Nam là phải dân chủ với dân,